Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, hồi ôi, bộ hồng nhung hà trồng được nguyên dãy bông cải tím đỏ mini cả nhà. Đó, quá chừng. Hôm nay nhung hà của cả nhà đi thu hoạch nha. Bông cải tím mini nó dễ thương, nó ít hôm nữa nó ra nữa mà lại được thu nữa cả nhà ơi. Đó là đợt đầu tiên nha. Rồi nó giống như vậy. Thì hả, mình nhúng lẩu nè, mình nấu súp cho ông xã, rồi hả mình xào với thịt bò, rồi hả nhiều nữa. Thì mình nói chung là mình hay làm lẩu chua là nhiều, mình rất là thích nhúng nó vô lẩu chua, ngon dữ lắm. Hả trời ơi, hôm nay được bữa ăn ngon rồi cả nhà ơi. Đó, rồi để dành mớ nấu súp cho ảnh nữa, ảnh rất là thích ăn súp súp này cả nhà. Rễ hả, cây này nó bé tí được em. Nói chung là nó cũng mới lớn được lứa đầu rồi, từ từ ha nó ra cái bông nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Bé ngồi thì nói chung cũng mới được tí xíu nhỏ 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 vậy thôi, tại vì mưa quá mình cũng được có mấy trái và mình thèm quá nên mình cũng hái vô mình ăn cả nhà. Nó cũng được hai trái nhỏ nhỏ thôi. Vườn cải thì nhiều cả nhà. Cải ngọt nè, cải cay nè, rồi măng tây nè. Nói chung là bây giờ là những thứ đó thì Nhung Hà hái được đầu tiên của năm. Còn hả những cái mà dưa leo đồ này nọ thì ít hôm nữa nè nhà ha. Bây giờ thì ít hôm nữa là măng tây không được thu rồi. Bây giờ mình tranh thủ mình thu hoạch măng tây nha. Măng tây tím nó đủ nọn ấy, thương chưa nè. Ôi ôi, thả dễ sợ không non. Rồi cây đây nó mập ú nú nè, đồ đã gì đâu luôn rồi nha. Con này là măng tây hơi màu xanh xanh ha. Đó, cái này là giống trên địa chủ tặng Nhung Hà này. Nó về vườn Nhung Hà thì nó ú nú nè. Tự vì mình cho nó ăn nhiều quá nó mập ú nú nè nha nhà ơi. Hôm nay thì mình dự tính mình vô mình muối măng tây đóng hũ, nên là mình thấy nó nhỏ nhỏ là mình ngắt luôn, đặng vô mình muối vậy nha. Ông xã anh nói năm nay em nhớ muối mấy hũ măng tây cho anh thử nghe. Nên là bây giờ bữa giờ mình lo mình ăn không à. Bây giờ ăn ngán rồi, bây giờ mình mới đi muối rồi nha. Mà muối là nó thích những cái búp búp như vậy nè, nó ngon cả nhà. Nó nở thì nó không ngon, bạc búp búp vậy là ok nè. Muối ngon đại, cây nào cái nấy nó u nu nè. Bẻ kêu tạt tạt, trời ơi thích gì đâu luôn. Nhưng mình thích cái cảm giác bẻ dễ sợ. Được mớ rồi đó cả nhà ha. Bây giờ mình đi qua mình còn lại cái cải nó bắt đầu lên ngọng cả nhà. Cải gì ha? Cải cải này giống như là gọi là cải muối dưa, mà mình thấy cái lá nó nhiều á, cái nó không có cuộn. Sao mấy bạn trồng nó cuộn lại mà Nhung Hà trồng sáng nó không thấy cuộn gì hết trơn cả nhà. Nó cứ ra lá rồi nó lên bông luôn chứ không thấy cuộn gì hết trơn. Hay là để mùa thu mình trồng lại được, nó xem mùa thu lạnh là nó có cuộn không. Chứ bây giờ mình trồng mình thấy nó lên ngồng ngồng giống vậy không à, lá với ngồng không à. Hôm nay là coi như là bữa bữa mùa này là nhiêu đây là được bữa cuối cùng mình được ăn cải này cả nhà. Muốn ăn nữa là phải trồng trồng lại. Mà cái cải này nó lại không thích mùa nắng, nó lại thích mùa lạnh lạnh cơ, nên là mình nghĩ là mùa thu mình mới bắt đầu trồng cái cải này lại. Wow, cả nhà ơi, mấy nay trời mưa. Ôi ôi, măng le của Nhung Hà nó vươn ra tới đây luôn rồi này. Đó, được em đây, đây em bên kia 4, 3, 4, bên kia 5. Quá trời luôn. Đây nè, 6 nè ha. Trong kia nữa kìa. Ui trời trời trời. Mấy cái mà gần đường giống vậy nè, mình phải tẻm ba điên thôi. Ba ra ngoài đường á, ba nghiêng xuống á, phải chặt ba.
quá trời. Hôm nay là bội thu quá chừng luôn, quá chừng măng le cả nhà ơi. Thành quả thu hoạch của ngày hôm nay đây cả nhà ơi, là măng tây, bông cải tím với lại măng le với lại cải cây cả nhà ơi. Quá trời măng le luôn cả nhà ơi. Đây, có ai ăn măng le không? Quá trời bao la măng le luôn cả nhà ơi. Mưa to quá trời to luôn cả nhà ơi. Giờ đi lột măng le. Vừa mưa vừa nắng luôn rồi nhà xem. Thời tiết thất thường ghê luôn. Hôm nay mình tìm không ra cái dao xài kéo luôn. Con này đi vô luộc á nhà. Luộc về kéo để chấm. Chấm nước mắm ăn ha. Ồ. Lâu rồi không ăn măng luộc hết rồi nè. Măng luộc chấm mà muối ớt hay mắm ớt gì đó đặc đã dữ ạ. Măng trời mưa măng nó non gọi là non luôn nha. Nhà ơi, hôm nay là bội thu măng le luôn á. Lấy nồi đi luộc măng nhà. Đổ ngập nốt ha. Các bạn chị Nhung hả? Là chị Nhung ơi, bữa nào chị luộc măng chị dùng đường ấy, thay vì dùng muối gì thử dùng đường đi. Em thấy người ta dùng đường á. Đây rồi mình thử rồi nhà ơi. Mình bỏ xíu đường vô ha. Ok, mình đi luộc măng coi tưởng sao, coi nó có khác biệt gì không. À, mình nghĩ mình sẽ luộc tính từ khi nước sôi mình sẽ luộc nửa tiếng đi hay cả nhà ha. Wow, nước sôi luộc nãy giờ là được nửa tiếng đồng hồ rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ ra và ăn thôi cả nhà ơi. Mình một thau má luôn cho nó giòn cả nhà.
dọn cái cây đã lên rồi ha. Bây giờ mình đi rửa măng tây rồi nha, mình sẽ đi muối măng tây nha. Thu được mớ măng tây quá trời. Bây giờ mình đo măng tây đó, để mà bỏ trong cái hũ á, cỡ cỡ vậy là ok đó cả nhà ha. Mình cắt ra làm 2, làm 3 vậy đó, cỡ cỡ vậy đó, cho bằng với cái bình đó cả nhà. Đó, được nguyên dĩa luôn. Bây giờ là mấy trái ớt này là mình để đông đá nha, rồi đập dập tỏi ra. Chén nước sôi vô cả cái nắp á, cho nó tiệt trùng, rồi đi tiệt trùng luôn cả cái hũ luôn. Đó, bây giờ mình đi pha giấm. Cứ là tỷ lệ 1:1, cứ là 2 cấp giấm là 2 cấp nước cả nhà. Mình pha tỷ lệ 1:1 rồi đó. Rồi, hôm nay mình làm hai lần giống vậy. Mình bỏ một hai muỗng gọi là mustard seed, hạt nguyệt tạo, với lại 2 muỗng tiêu đen, rồi 4 lá nguyệt quế. Hai muỗng muối mà dành cho mình đi muối cả nhà, hoặc là muối hột á. Rồi 4 muỗng đường. Với lại hạt, không phải hạt mà lá thì là khô á, bỏ vô cho nó thơm. Khoảng chừng 1 muỗng. Đó. Mình nấu lên cho nó sôi ha. Đó, sôi rồi đó, thơm lừng luôn. Cái hũ mình nấu cũng được 5-10 phút gì mình lấy ra, nó tiệt trùng rồi đó. Cái loại này là để cho nó giòn. Cái hũ này là hũ nhỏ, mình bỏ 1/8 muỗng cà phê vô. Rồi thì mình bỏ măng tây vô, mình xếp măng tây vô trong hũ cho nó gọn đó. Từ bên Mỹ nó có cái hũ giống vậy rồi nha, chuyên dụng cho là đóng hộp á, giống như là mình thịt cá mình đóng hộp vậy đó cả nhà. Thì muối cũng dây dạng cửa cửa vậy đó. Đó, cái mình xếp ớt, xếp tỏi rồi vô chung luôn cho nó thơm. Mình xếp cũng được 3 hũ đầy luôn. Còn mấy cái này thì mình để ngoài á, mình ăn, để trong tủ lạnh á mình ăn. Còn mấy cái thì mình để ngoài. Giờ mình nấu nước sôi rồi đó, cái mình chế vô đó, chế giấm, hỗn hợp giấm, đường rồi đó, cái hạt mù tạp rồi đó. Trời ơi, nó ngon dữ lắm luôn cả nhà. Cái này là phải cho 6 hũ như vậy nè cả nhà. Mình ướm, mình lắc lắc cho mấy cả cái bọt đó nó nổi lên hết. Rồi chế giấm vô trong cái miếng giấy sạch đó, rồi mình chùi chùi vòng vòng, để rồi mình đậy cái nắp lên, để cho nó hút hơi, nó không có bị vướng bận gì hết trơn. Nó bị vướng cái là nó không có siêu, nó không có hút hơi được, nên mình chùi sạch giống vậy để tiệt trùng luôn. Đó, đậy nắp lại, bỏ vô nước sôi. Xong mình đợi cho nước sôi lại giống vậy là mình tính 10 phút. Đó, 10 phút xong rồi đó nha. Rồi cái mình rắc ra, mình để ra ngoài cho nó nguội á, xong nó hút hơi lại, sáng mai để vô trong cái tủ mình cất, mình ăn từ từ, không cần để tủ lạnh, để ngoài luôn. Đó, vậy là xong. Đó, có nhớ là ăn thử rồi nha. Đó, nó nghe cái tiếng vậy là hút hơi rồi đó. Pretty good.